Ê, nè chào các bạn cái đi em. Rồi em nói cho mọi người biết bữa nay em làm món gì đây. À, đây là ốc ốc lát đó mọi người. Còn đây là ghẹ, sả, me, tỏi và ớt. Rồi, những gia vị như vậy thì đố anh hay lúa là gà sẽ chuẩn bị làm món gì? Chắc là làm món ốc với Ốc này thì mình sẽ là hấp thái nha. Mình cho làm ốc thái, còn cái này á là mình sẽ hấp xả luôn. Nguyên liệu là có me và tỏi với ớt. rồi vậy chứ ghẹ này nãy mua sống hay chết thì nó làm như ghê ba gạo Không, nó còn sống á, nó còn sống sống không mà, tại chắc nó nghỉ mệt hay gì á, rồi chút cho nó lên chảo luôn gạo ơi. nên có tạm thời nó nghỉ mệt thôi. Rồi bắt đầu em vào bếp được hái gạo nha. Rồi mời cả nhà theo mình nha. Mình với bà gạo làm xong rồi mấy bạn. Này, các bạn nhìn hấp dẫn không? Ăn nữa các bạn ơi, lại ba cái gương mặt bào này nữa. To. Rồi, mời mấy bạn ăn với gia đình mình nha.
Rồi mọi người ơi, bây giờ sau một quá trình bào miệt mài, giờ mình còn được một con dằn mâm nha các bạn. Hết nổi rồi mọi người. Dằn mâm mấy bạn ơi. Ba anh em bào, còn nhiêu đây? Đây, còn con. Hết luôn. Nè, chào mấy bạn nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Năm mới cũng kính chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và mừng ăn may mắn phát tài phát lộc. Rồi mình chào các bạn nha. Rồi mình vô cách nè. Vô. Vô. Vô.